anh chị, một tháng trước sếp em bán cho mình ba cái chậu thỏ xưa đang bông dày 195.000, anh chị mình che mắt để mua. Hai tuần sau sếp em lại lựa cho các anh chị mình ba chậu thỏ xưa siêu nù này 180.000 mà anh chị cũng quay xe. Mới đây một tuần sếp em lại lựa cho các anh chị mình ba chậu lùm đẹp như vậy 165.000 nhưng anh chị vẫn say nô. Và hôm nay trước sự bất lực của sếp em quyết định bán cho các anh chị mình ba chậu thỏ xưa siêu lùm, siêu đẹp, siêu vòi như thế này 155.000, em bao phí vận chuyển. Bây giờ các anh chị đã trở lại với Hoa Lan Di Vong. Hôm nay em đã phát hiện ra một cái luống thỏ xưa rất là đẹp luôn các anh chị. Sau một cái thời gian mà đã cắt vòi dưỡng cây nha, thì mình đã thấy những cái cây này nó rất là bự luôn nè mọi người nè. Đó, cây thỏ xưa, một cái dòng mà cái khuôn hoa nó, màu hoa mình thấy là cái sắc hoa nó rất là đẹp. Cái màu nó giống như là cái cây xưa của cây mezzanine đó các anh chị ha. Đó, cái thỏ xưa, hoa màu trắng hồng lưỡi vân. Và đặc biệt cái anh thỏ xưa này là hoa cực kỳ thơm luôn. Khi các anh chị mình chăm sóc càng lâu á, cái phát hoa của nó sẽ phát triển rất là dài. Đặc biệt là cái độ bền hoa của anh thỏ xưa này siêu cao. Đó, đây là hoa thỏ xưa, cánh sáp đẹp ha, lưỡi nó sẽ có màu tím hồng và trên lưỡi hoa nó có những đường vân rất là đẹp. Và hôm nay với cái lô thỏ xưa chất cây đẹp bự như thế này nè, em sẽ lựa cho các anh chị mình có thể là cây tơ, có thể có những cây nó đã từng cắt một lần hoa bói nha các anh chị nha, nhưng mà vẫn lựa cho các anh chị mình cây tơ đẹp lực nhất. Với những anh chị nào mình mới tập chơi, mình chưa biết cách kích hoa, thì em sẽ lựa cho mình những cây đang có rất là nhiều vòi như thế này, đang bật mầm gốc ha, vòi 2-3 lứa vòi cho các anh chị để về mình treo lên mình ngắm hoa. Ba chậu thỏ xưa như thế này, anh chị nào khéo tay thì mình có thể ghép thành một cái chậu tác phẩm rất là đẹp. Cây đẹp từ rễ cho tới đỉnh ngọn ha, đẹp khỏe cho các anh chị mình ghép thành một cái chậu tác phẩm mà giá chỉ có 155.000 thôi, em bao phí vận chuyển. Nếu yêu thích cái dòng thỏ xưa và may mắn xem video này thì các anh chị mình nhanh chóng mình liên hệ với em nha, tại vì em chỉ còn hết cái luống này là hết hàng.